Trên hình ảnh ta thấy bệnh nhân bị gãy xương bàn ngón 5. Hình ảnh xương dịch lên trên. Chân hơi bị tím. Rồi xương bàn ngón 5. Tắm rửa thì bác cho túi đông trong bịt vào nhé. Và cho đây bịt vào thì không phải ướt mà. Năm ngày thay ống miếng. Một ngày bác đổ rượu ra cho cháu đi 3 lần nhé. Sáng, trưa, chiều. Kiêng rượu bia thịt chó. Cái phần đấy cũng còn tốt. Châu bò coca. Rồi, mắt gặp rồi.